Sáng nay 13 tháng 6 năm 2015, tàu cá QNG 90657 TS cùng 11 ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi từ vùng biển Hoàng Sa đã trở về đất liền an toàn. Song con tàu chỉ còn xác, toàn bộ hải sản đánh bắt được cùng nhiều loại ngư cụ bị tàu Trung Quốc lấy và phá sạch. Ngay sau khi cập cảng cá Tịnh Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, các ngư dân đi trên tàu QNG 90657 TS đã tường trình vụ việc cho cơ quan chức năng. Lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã làm việc với các ngư dân, đồng thời xuống tàu kiểm tra, thống kê những thiệt hại để báo cáo cấp trên. Làm việc với các cơ quan chức năng, ngư dân Nguyễn Văn Phú, 29 tuổi, ở xã Bình Châu, thuyền trưởng chủ tàu cá QNG 90657 TS cho biết, sau 21 ngày bám biển Hoàng Sa hành nghề lặn và đã khai thác được khoảng 6 tấn hải sản. Bất ngờ, chiều ngày 10 tháng 6 năm 2015, trong lúc đang neo tàu cách đảo Bombay, quần đảo Hoàng Sa khoảng 14 hải lý để nghỉ ngơi, thì bị 4 tàu màu trắng của Trung Quốc mang số hiệu 589-3103-64501 và 35101 tấn công. Khi thấy 4 tàu của Trung Quốc hùng hổ lao tới, tôi lập tức cho tàu cá chạy né tránh, bị tàu Trung Quốc bao quanh, biết không thể chạy thoát nên buộc lòng phải cho tàu cá dừng lại. Thuyền trưởng Phú kể thêm, ngay sau khi cho tàu cá dừng lại, phía Trung Quốc lập tức thả 2 cano và 6 người cập mạng, rồi cùng lên tàu cá buộc các ngư dân dồn hết về mũi tàu. Sau khi lấy phá tài sản xong và vứt bỏ hàng loạt trên nước suối trên tàu QNG 90657 TS, các tàu Trung Quốc mới bỏ đi. Do không còn ngư cụ đánh bắt nữa nên thuyền trưởng Phú cùng các ngư dân buộc lòng phải cho tàu quay về đất liền. Trước đó vào sáng 7 tháng 6 năm 2015, trong khi tàu cá QNG 95193 TS do ngư dân Nguyễn Trung Kiên, 42 tuổi, cũng ở xã Bình Châu làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 13 ngư dân hành nghề lặn, đang neo cách đảo Bombay khoảng 4-5 hải lý để nghỉ ngơi, cũng bị tàu của Trung Quốc tấn công.